Chiều 26 tháng 11, Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để truy tố bị can Nguyễn Minh Tiến, sinh năm 1991, trú tại xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, về hành vi sát hại người. Theo đó, chỉ vì buồn chuyện gia đình và thất nghiệp, Tiến đã bàn với vợ mua thuốc ngủ cho cả gia đình uống. Hậu quả, vợ Tiến cùng hai con tử vong, riêng Tiến được đưa đi cấp cứu kịp thời. Cụ thể, quá trình điều tra, Nguyễn Minh Tiến cùng vợ là Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh năm 1992, bàn với nhau uống thuốc bảo vệ thực vật và thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời. Sau hai lần Tiến cùng Anh và hai con nhỏ sinh năm 2014 và 2017 thuê phòng trọ uống thuốc bảo vệ thực vật nhưng không sao. Ngày 13 tháng 6 năm 2023, Tiến cùng Anh tiếp tục đưa hai con nhỏ đến phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, An Giang, thuê phòng trọ thực hiện ý định dại dột sau khi ghé nhà thuốc mua 10 vị thuốc ngủ, đêm 15 tháng 6 năm 2023, Tiến cùng Oanh chia thuốc ngủ ra đưa cho hai con uống, rồi cả hai vợ chồng cùng uống. Đến sáng hôm sau, nhân viên nhà trọ kiểm tra phòng trọ vợ chồng Tiến thuê thấy bất thường nên trình báo công an phường đến mở cửa phòng kiểm tra. Sau đó lực lượng chức năng phát hiện Oanh cùng hai con đã tử vong, Tiến còn thở nên đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu kịp thời.